Len Ideal Cushion, thiết kế tối giản, hiệu quả tối đa. Len Ideal là thương hiệu mỹ phẩm của tập đoàn Amor Pacific rất nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ở Việt Nam, thương hiệu này trở nên quen mặt với các chị em nhờ dòng kem dưỡng và mặt nạ ngủ dành cho da mặt, môi. Bên cạnh đó, phấn nước Len Ideal cũng được các nàng ưu ái không kém. Mới đây, Len Ideal đã cho ra mắt dòng phấn nước mới mang tên Ideal Cushion. Và người mẫu đại diện sản phẩm trong đợt quảng bá lần này chính là em gái quốc dân Kim Jo Jung. Len Ideal Cushion được phát hành với hai phiên bản màu hồng đào, Ideal Cushion Glow và xanh mint Ideal Cushion Matte. Cả hai phiên bản màu sắc đều dễ thương và xinh xắn với thiết kế theo xu hướng tối giản. Ideal Cushion Matte có thiết kế vỏ hộp màu xanh mint bắt mắt và cũng là màu rất hot trong mùa hè này. Cushion này sẽ cho bạn một độ che phủ hoàn hảo từ trung bình đến cao và bền màu suốt cả ngày, không lo súng tôn, vỡ nền hay cảm giác bí da, gây nặng nề trên da. Nếu bạn có làn da dầu, hỗn hợp thiên dầu hoặc da có nhiều khuyết điểm thì hãy chọn ngay Ideal Matte làm người bạn đồng hành trong mùa hè này mà không cần phải suy nghĩ nhiều nhé. Ideal Cushion Glow vỏ hộp với tông màu hồng pastel đem lại cảm giác ngọt ngào pha lẫn một chút đáng yêu, nữ tính. Nếu các nàng yêu thích lớp nền mịn sương sương, theo trend no make up nhưng lại thích da mặt mình được căng bóng theo kiểu glass skin, thì em Cushion này chính là chân ái cuộc đời của những cô nàng da thường và da khô đấy nhé. Thành phần của Ideal Cushion ngoài các chất tạo khối, tạo nền, tạo màu những thứ không thể thiếu trong một em cushion, còn chứa nhiều chất dưỡng ẩm đối với Ideal Cushion Glow và chất kiềm dầu Ideal Cushion Matte. Đồng thời, sản phẩm cũng chứa một số thành phần giúp chống nắng, bảo vệ da khỏi tia tử ngoại. Theo như thông tin của nhà sản xuất thì có đề cập tới Ideal Cushion còn bảo vệ người dùng khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hoặc TV nữa. Ở sản phẩm này hãng đã cải tiến bông phấn của cushion rất nhiều. Với thiết kế có các lỗ thoáng khí trên bề mặt, điều này giúp cho việc hấp thụ và tán kem nền đều màu hơn, cải thiện khả năng che phủ dàn trải đều trên bề mặt da đến 10%, tạo nên lớp nền mềm và mịn màng. Sự thay đổi lớn nhất của dòng Ideal Cushion này chính là sự thay đổi lớn nhất từ các sản phẩm cushion hiện có là thiết kế bao bì. Cựu giám đốc sáng tạo tại Samsung, Nike và Microsoft HQ đã dẫn đầu thiết kế bao bì. Thiết kế bao bì của phấn nước trang điểm kiềm dầu thế hệ mới cho lớp nền mịn lì. Len Ideal Cushion Matte dựa trên công nghệ kéo sợi một lần chạm có thể dễ dàng thay đổi refill cushion bên trong. Hiện Len Ideal Cushion Matte đã ra mắt bảng màu gồm 10 xếp gồm 7 màu nhóm neutral, tông tự nhiên và 3 màu nhóm cool tông màu sáng. Với bảng màu đa dạng như vậy sẽ giúp các cô gái dễ dàng chọn được tông màu phù hợp với làn da của mình. Với đợt comeback lần này của nhà Len Ideal, chất lượng của Len Ideal Cushion vẫn khiến các đối thủ phải dè chừng. Về khả năng che phủ, em Ideal Cushion Matte hơn hẳn so với em Glow nhưng không hề gây bí da nha. Mặc dù so với nhiều loại cushion khác, độ che phủ của Len Ideal Cushion vẫn kém hơn một xíu siêu đây vốn là truyền thống của cushion Lanie, nhưng độ bám thì không chê vào đâu được. Dù bạn vận động mạnh hay ra nhiều mồ hôi, thì vẫn không gặp tình trạng phấn dính lên tóc hay khẩu trang đâu nè. Hướng dẫn sử dụng bông phấn để lấy kem nền và phủ lên da, vừa phủ vừa tát nhẹ nhàng để phấn tệt vào da một cách dễ dàng. Bạn có thể táp lại bông phấn thêm lần nữa để lớp trang điểm thêm đậm nét hơn. Nếu như bạn ấn mạnh tay tới cỡ nào mà kem vẫn không tràn ra khỏi lõi thì tức là lõi phấn đã hết kem và bạn nên thay lõi phấn khác. Hãy nhanh tay đặt hàng ngay trên Tiki Việt Nam ở link dưới phần mô tả để sở hữu ngay một em Len Ideal Cushion kèm theo một lõi refill nữa nhé.